Bạn đã bao giờ tự hỏi làm sao để chơi những bản nhạc hot TikTok ngay trên chiếc organ của mình chưa? Với Kurtzman K360, bạn có thể cập nhật style nhạc mới nhất chỉ bằng một cú chạm. Tất cả đều có thể ngay lập tức có mặt trên chiếc đàn của bạn. Cùng chuẩn bị lên đường 3K K360 siêu chất với team Minh Phụng Music nhé. Với mức giá chỉ hơn 7 triệu đồng, Kurtzman K360 thật sự nổi bật trong phần khúc, không chỉ mang lại vẻ sang trọng với màu xanh xám Navi mà còn có thiết kế nhỏ gọn hoàn hảo cho mọi không gian. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn mang đến trải nghiệm chân thực. Nút nóp xoay màu đen kết hợp cùng dãy LED sáng giúp chọn điệu và âm thanh nhanh chóng. Big Band mang lại khả năng luyện lấy âm sắc cho bạn thêm tự do sáng tạo. Màn hình LED LCD 4 inch hiển thị rõ nét thông tin bài nhạc, dễ dàng cho người chơi theo dõi và thực hành. Khả năng hỗ trợ cập nhật style trực tiếp qua Bluetooth và USB trên Kurtzman K360 là một lợi thế vượt trội mà nhiều sản phẩm cùng phân khúc vẫn chưa theo kịp, trong khi các model khác của nhà Casio hay Yamaha chỉ cập nhật thông qua phần mềm phức tạp. K360 mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng, giúp bạn bắt kịp mọi xu hướng âm nhạc mới nhất mà không mất nhiều thời gian. Vậy là những chiếc Kurtzman K360 đã sẵn sàng cho chuyến hành trình đến đại lý. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngay siêu phẩm này tại các showroom Minh Phụng Music tại quận 3 và Tân Bình. Hãy đến ngay và biến những giai điệu hot trend yêu thích của bạn thành hiện thực. Xin chào và hẹn gặp lại.